Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng toàn bộ chương trình để phản ánh về hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên năm 2024 và một số hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tỉnh Hưng Yên như dự lễ cắt băng khánh thành dự án đường nối hai cao tốc, khởi công đường Tân Phúc Võng Phan và thăm khu công nghiệp Thăng Long 2. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư, trao chứng nhận cho một số nhà đầu tư. Tham dự sự kiện trọng đại này, tỉnh Hưng Yên vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương, Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Khánh Hòa, Hải Dương. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo một số tỉnh thành bạn. Các đồng chí là người con Hưng Yên đang công tác và giữ chức vụ thứ trưởng và tương đương. Lãnh đạo cấp tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh. Hội nghị cũng có sự hiện diện của một số tổ chức xúc tiến đầu tư, cơ quan ngoại giao, đại diện một số nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và nước ngoài. Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 489 ngày 10 tháng 6 năm 2024. Từng bước hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng phát triển tỉnh Hưng Yên tại hội nghị này, cùng với việc công bố các nội dung cơ bản của quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tỉnh Hưng Yên giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư đến các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và trao các quyết định, chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch gắn với xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Hưng Yên, nhằm thông tin tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân về những nội dung cơ bản của quy hoạch tỉnh, nhất là hệ thống quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các phương án quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành để phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh và bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm phát triển mạnh, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước đến năm 2030 và trở thành thành phố trực thuộc trung ương đến năm 2050. Những tiềm năng khát vọng của tỉnh Hưng Yên cùng nội dung quy hoạch tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Đây là những mục tiêu được đánh giá là ở tầm cao, có tính đột phá và vượt trước so với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước. Phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên theo mô hình mạng lưới
đa cực tích hợp dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục, 3 trung tâm. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 có 18 đô thị trực thuộc. Đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Các phương án phát triển trong quy hoạch được đánh giá có tính toàn diện, cân bằng, hài hòa dựa trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo tỉnh và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đây là dấu mốc lịch sử cho tiến trình phát triển mới của tỉnh Hưng Yên, mảnh đất trung tâm kinh tế vùng Bắc Bộ. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng số vốn đăng ký tương đương trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có một số dự án lớn như dự án khu công nghiệp Thổ Hoàng với diện tích 250 ha, quy mô vốn 122 triệu đô la Mỹ, dự án khu đô thị Minh Hải Phan Đình Phùng vốn đăng ký 127 triệu đô la Mỹ, công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu có vốn đăng ký 122 triệu đô la Mỹ, dự án của công ty cổ phần Hưng Yên Alpha Logistics Park vốn đăng ký 114 triệu đô la Mỹ, dự án của công ty cổ phần Asicoc Việt Nam có vốn đăng ký 88 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư bày tỏ niềm hân hoan phấn khởi, tràn đầy hy vọng vào sự phát triển bứt phá tỉnh Hưng Yên cũng như sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đồng thời cam kết sẽ triển khai nhanh chóng, hiệu quả các dự án để đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên thực hiện thành công các nội dung của quy hoạch tỉnh. Trong quá trình đầu tư tại Hưng Yên, chúng tôi đã được tỉnh tạo điều kiện mạnh mẽ để triển khai các dự án đúng tiến độ, cũng như tổ chức các chương trình lễ hội văn hóa cộng đồng tầm cỡ, từ đó xây dựng điểm đến ngay trong lòng khu đô thị, thu hút người dân đến sinh sống, làm việc và kinh doanh, vui chơi giải trí. Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực thúc đẩy các dự án đã, đang và sẽ triển khai, để từ đó góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Hưng Yên, hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050, đưa Hưng Yên tiến nhanh, tiến xa, tiến vững chắc, trở thành một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế ngày càng hưng thịnh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến và hiện đại. Tỉnh Hưng Yên có nhiều yếu tố thu hút đầu tư như vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng đồng bộ giúp cho việc phân phối hàng hóa đi các tỉnh nhanh chóng. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực dồi dào, chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư thuận lợi, thủ tục hành chính được cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả. Chính vì vậy, Asicoc Việt Nam đã lựa chọn Hưng Yên là điểm đến chiến lược để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngay tại thành phố Hưng Yên, nơi chúng ta đang ngồi đây, Central Retail tại Việt Nam vừa tiến hành khởi công xây dựng trung tâm thương mại Go. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính, cũng như thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Hưng Yên nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trung tâm thương mại Go Hưng Yên khi đi vào vận hành vào năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Hưng Yên và các tỉnh thành lân cận. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển vừa qua. Đồng chí tin tưởng tỉnh Hưng Yên sớm triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số và đã đạt được những thành tựu mang dấu ấn quan trọng, xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động, cũng như vun đắp và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, đưa tỉnh Hưng Yên vươn lên phát triển nhanh, bền vững, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đà tăng trưởng, năm 2023 là năm thứ hai Hưng Yên nằm trong 10 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách cao nhất cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Đặc biệt là xếp hạng quy mô kinh tế của tỉnh Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 16 trên 63 tỉnh và thành phố, vượt qua cả một số thành phố trực thuộc Trung ương. Nhờ nỗ lực không ngừng trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại gắn với đẩy mạnh việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, tỉnh Hưng Yên đã thu hút được lượng lớn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là vốn FDI. Chỉ số PCI tăng 41 bậc trong 3 năm 2021 tới năm 2023,
từ xếp thứ 53 trên 63 lên 12 trên 63 tỉnh và thành phố. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, quy hoạch tỉnh Hưng Yên được phê duyệt và công bố là một bước để cụ thể hóa nghị quyết số 30 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiện xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra những lợi thế của quy hoạch và các định hướng của tỉnh trong thời gian tới, như phát huy giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia phố Hiến, lợi thế giáp thủ đô Hà Nội, tiềm năng thế mạnh của sông Hồng, sông Luộc, xây dựng danh mục dự án chương trình để thu hút đầu tư và có chọn lọc các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường, đào tạo, nâng cao trình độ lao động có tay nghề cao, quan tâm đến công tác xử lý môi trường. Đích cuối cùng của quy hoạch là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Quy hoạch này sẽ mở ra một không gian phát triển mới dựa trên những tiềm năng, lợi thế riêng có, khai thác thế mạnh liên kết vùng để tạo ra những động lực mới cho Hưng Yên phát triển. Thứ nhất là bám sát cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của các đồng chí, các cấp, rồi cái bản quy hoạch này chúng ta thực hiện và phải xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái bản quy hoạch này. Thì trong cái luật đã có cái việc xây dựng kế hoạch. Cái thứ hai là cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư thân thiện với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần cái gì thì phải thân thiện, phải để giải quyết cái môi trường đầu tư nó tốt. Thì không những đầu tư trong nước mà đầu tư ngoài nước, rồi các cái loại đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Cái thứ ba là huy động tối đa sử dụng các cái nguồn lực của nhà nước, mà lấy cái nguồn lực nhà nước dẫn dắt cái nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, rồi tối ưu hóa cái đầu tư các cái động lực, và đặc biệt là các cái đầu tư tư nhân, rồi huy động cái đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. Thứ tư là thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Đây là những cái xu thế của thời đại. Cái thứ năm là đẩy mạnh cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo cái hướng xanh hóa, rồi hướng bền vững, và cái hướng phát triển theo cái giá trị gia tăng từ các cái chuỗi giá trị toàn cầu, rồi phát huy cái vai trò động lực của các đô thị, thúc đẩy cái sự phát triển văn minh hiện đại bền vững. Thứ sáu là phát triển toàn diện văn hóa xã hội, làm nổi bật cái bản sắc văn hóa truyền thống vùng đất văn hiến, thế mạnh về sinh thái, về tâm linh, về lễ hội. Chúng ta phát huy hết tối đa cái này. Tôi cũng đã trao đổi với nhiều nhà đầu tư đấy, cố gắng là xây dựng cái phố Hiến, khôi phục lại cái hình ảnh phố Hiến và thành cái chuỗi văn hóa, lấy cái phố Hiến làm trung tâm để phát triển cái văn hóa của chúng ta lên. Thứ bảy là cái coi trọng cái công tác xây dựng Đảng, nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, rồi đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thứ tám là cái truyền thông. Cái truyền thông thì làm sao mà truyền thông chính sách là một, để tạo cho người dân được hiểu được cái chính sách đường lối của Đảng, nhà nước của chúng ta, rồi tạo cái động lực cho người dân, cái khí thế cho người dân, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, xây dựng cái hình ảnh, cái văn hóa của người Hưng Yên nó khác biệt cái gì, nó có cái gì chung của cả dân tộc ta, nhưng nó có cái khác biệt cái gì, và những cái mô hình hay, cách làm mới, ví dụ như cái khu công nghiệp Thăng Long, tôi thấy là phải nhân rộng nó ra, một cái khu công nghiệp xanh sạch đẹp, công nghệ cao, thì các bộ các ngành là phải hỗ trợ Hưng Yên, xem cái công việc của tỉnh Hưng Yên như là cái công việc của bộ ngành mình, các cái bộ ngành khác cũng thế, người ta đề xuất cái gì, người ta kiến nghị cái gì, thì tôi đề nghị các bộ ngành, các ông chí phải giải quyết theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền thì mới phải báo cáo. Về thu hút đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Hưng Yên đang có những lợi thế rất lớn, không chỉ về vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, mà còn có môi trường đầu tư thông thoáng, với chỉ số PCI đứng thứ 12 trong toàn quốc. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề. Đối với doanh nghiệp,
thì rất mong là doanh nghiệp thì phải kinh doanh theo đúng luật, và vừa phải sản xuất kinh doanh nhưng mà vừa phải làm an sinh xã hội, rồi xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững theo cái quy hoạch. Cái quy hoạch đã xác định những cái ngành nghề chiến lược lâu dài đó, ví dụ dịch vụ là cái gì, các thứ gì, thì các doanh nghiệp sẽ bám sát vào cái quy hoạch để xây dựng cái chiến lược đầu tư lâu dài thì nó mới tạo ra cái cộng hưởng. Ví dụ như là Hưng Yên xác định là công nghiệp dịch vụ đó là cái then chốt đây, thế nhưng mà nông nghiệp thì vẫn phát triển, vẫn có, thì cái các cái doanh nghiệp mà liên quan đến nông nghiệp thì nghiên cứu cái quy hoạch nông nghiệp phát triển cái gì, cây gì, con gì, đó, sản phẩm gì thì chúng ta phát triển. Rồi ngược lại dịch vụ thì tập trung vào dịch vụ gì, đó, dịch vụ y tế, giáo dục hay dịch vụ xã hội hay là thể thao vân vân, thì nó bám sát vào cái đó để xây dựng cái chiến lược kinh doanh của mình cho nó phù hợp, nó tạo cái sức cộng hưởng, luôn đồng hành ủng hộ góp sức tích cực vào cái sự phát triển chung của tỉnh. Một là mang cái vốn đến rồi, đầu tư thì tất yếu rồi, đúng không? Cái thứ hai là phải công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển theo xu thế mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch, phát triển cái kinh tế số. Rồi cái thứ ba là cái quản trị về thông minh, đó. Và cái thứ tư là góp phần đào tạo nguồn nhân lực, và cái thứ năm là góp phần cái thể chế. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào quê hương, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, chúng ta có niềm tin rằng Hưng Yên sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, và tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phú hiến xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: quy hoạch tỉnh Hưng Yên kế thừa những kinh nghiệm thành công của gần 30 năm tái lập tỉnh, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, đóng góp của các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, đặc biệt là ý kiến tham gia của Hội đồng Thẩm định Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương liên quan và ý kiến của nhân dân. Tỉnh Hưng Yên hoàn thành xây dựng chương trình và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tỉnh. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch tổng thể đầu tiên của tỉnh. Tích hợp 29 phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành nhằm hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Việc quy hoạch tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch có ý nghĩa quyết định để thực hiện tốt quy hoạch tỉnh. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các ban sở ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị cần tập trung triển khai một số nội dung sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công khai minh bạch toàn bộ quy hoạch tỉnh cùng với hệ thống các danh mục, hồ sơ, bản đồ quy hoạch để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân biết và thống nhất thực hiện. Hai là huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là các giá trị con người, truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử vẻ vang cách mạng anh hùng của quê hương Hưng Yên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thành công quy hoạch tỉnh. Tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân Hưng Yên hãy phát huy năng lực, trí tuệ, trách nhiệm và chủ động tích cực tham gia thực hiện quy hoạch tỉnh với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả với phương châm dám nghĩ lớn, dám làm lớn, dám đổi mới sáng tạo và dám đổi mới phát triển vì sự phát triển hưng thịnh và yên bình của tỉnh Hưng Yên. Thứ ba là khẩn trương chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trong đó đặc biệt là trong cái kế hoạch dự kiến tới đây trình Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta cũng phải quán triệt cách hết sức là đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao ngày hôm nay để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để chúng ta triển khai quy hoạch một cách đồng bộ, nhất quán.
Thứ tư, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, quản trị phát triển theo đúng quy hoạch tỉnh. Từ nay, mọi nhiệm vụ, cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển phải bám sát 5 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, 3 đột phá chiến lược, 10 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp về huy động nguồn lực như đã nêu trong quy hoạch, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ đã giao và chỉ đạo trong hội nghị ngày hôm nay. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và sự hỗ trợ tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các ban, bộ, ngành trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, sáng nay tại nút giao xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương. Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình có điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 39 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Điểm cuối nút giao Liêm Tuyền đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đoạn đi qua tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng thuộc công trình giao thông cấp 2, đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, có tổng chiều dài hơn 23 km. Đồng thời với dự án trên, tỉnh Hưng Yên cũng triển khai dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, dài hơn 19 km. Dự án này đã được nhà thầu thi công là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tích cực chủ động huy động đầy đủ máy móc, trang thiết bị và nhân công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian triển khai dự án được 8 tháng. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tỉnh Hưng Yên, các địa phương có tuyến đường đi qua, chủ đầu tư, nhà thầu trong việc vượt qua các điều kiện khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành dự án trước 8 tháng. Đồng thời khẳng định tuyến đường này rất quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội, nhất là ba tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần kết nối giao thông giữa cao tốc Hà Nội Hải Phòng với các quốc lộ và cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến cao tốc, giảm tải lưu lượng qua quốc lộ 5, quốc lộ 1 và cửa ngõ vào thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo sự thông suốt với các tỉnh lân cận, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý về chủ trương để Hưng Yên phối hợp với các bộ ngành trung ương tiến hành nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc. Có con đường này thì những cái vùng đất đi qua nó mới được tăng cái giá trị gia tăng của đất. Cái thứ hai là mới không gian phát triển mới là có các cái khu công nghiệp, khu dịch vụ, rồi đi lại của người dân nó thuận lợi, rồi chi phí logistics của doanh nghiệp, của người dân nó giảm đi thì nó tạo cái sức cạnh tranh của hàng hóa. Đây là cái ý nghĩa của nó là những cái ý nghĩa rất cụ thể, rất thiết thực như thế. Và cái thứ hai là nó đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững, tăng trưởng lâu dài. Nếu chúng ta không có đường, không có giao thông thuận lợi thì cái giá trị gia tăng đất nó không tăng cao. Và hai, đất vẫn là đất nông nghiệp, mà đất nông nghiệp thì sản xuất nông nghiệp thì là cần thiết, là chủ đỡ, nhưng mà để có cái giá trị gia tăng cao về đất, để có cái đóng góp về tăng trưởng, để có cái đóng góp về thu ngân sách thì phải là công nghiệp dịch vụ. Với cái tư duy đổi mới, với cái tầm nhìn chiến lược thì Hưng Yên có một cái vị trí rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó gần Hà Nội hơn cả Hà Nội. Cái thứ hai là không có núi đồi, sông hồ thì cũng có nhưng mà nó không lớn. Thế nên cầu cống đi qua rất thuận lợi, rồi bằng phẳng. Thế bây giờ chúng ta chỉ có cái tư duy mới là làm sao kết nối được giao thông của Hưng Yên với lại các tỉnh trong vùng và với vùng, với cả nước, và cả nước với lại quốc tế. Thế là coi như chúng ta phát triển.
Thì tôi đề nghị Bộ Giao thông Vận tải là nâng cấp cái con đường này sớm lên cái đường cao tốc. Đường này cao tốc thì tôi thấy là một là giải phóng mặt bằng là tương đối tốt rồi. Đấy, cái thứ hai là hình hài là cái đường cao tốc rồi. Thì bây giờ chỉ nâng cấp lên là một là làm các cái nút giao, rồi làm các cái cầu vượt, rồi làm các cái quy định theo cái tiêu chuẩn của đường cao tốc. Thì tôi đề nghị là làm sớm cái này. Nhân những cái doanh nghiệp đang làm đây thì đồng ý về chủ trương nâng cấp sớm cái này, mà nâng cấp trước năm 30 thì lâu quá. Đó. Thì theo tôi là năm 25-26 này thì phải làm cho nó xong. Đấy, để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho chủ đầu tư, đơn vị thi công và công nhân làm dự án. Tiếp đó, tại xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và của tỉnh đã thực hiện nghi lễ khởi công dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Đây là dự án giao thông trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Hưng Yên nói riêng, của khu vực nói chung theo quy hoạch được phê duyệt, là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Đường Tân Phúc Võng Phan chạy qua ba huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, dài hơn 23 km, gồm hai đường song hành, quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, tuyến nhánh kết nối đường dẫn cầu La Tiến và nhánh thuộc nút đầu tuyến kết nối với quốc lộ 38 có tổng chiều dài 5,6 km, quy mô đường cấp 2 đồng bằng, tổng kinh phí đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Để thực hiện dự án này, tỉnh Hưng Yên giải phóng 175 ha mặt bằng. Đến nay địa phương đã hoàn thành gần 90% việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, tính khả thi cao, như là giúp địa phương phá thế độc đạo của ba huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, khó khăn nhất tỉnh Hưng Yên. Thủ tướng tin tưởng, sau khi tuyến đường đưa vào sử dụng, ba huyện trên sẽ phát huy được các tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời kết nối kinh tế liên tỉnh, liên vùng, góp phần hình thành hệ thống giao thông hiện đại trong vùng, đồng bằng sông Hồng, thúc đẩy Hưng Yên và cả vùng phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình. Giải phóng mặt bằng còn 13% nữa, nhưng mà đây là cái khó nhất. Hưng Yên phải tập trung vào cái này, khuyến khích di dân tại chỗ, tái định cư tại chỗ. Tôi cũng đề nghị là giải phóng mặt bằng cho nó nhanh, như các đồng chí cam kết đến tháng 9 sang năm, không còn 15 tháng nữa. Thì mặt bằng xong rồi, máy móc hiện đại rồi, kinh nghiệm các anh có rồi. Thi công mặt bằng ở đây thì không có núi đồi, không có cái gì cả, rất là bằng phẳng. Mong các nhà thầu thi công ở đây tập trung 3K 4 kíp, vượt nắng tăng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm cũng bàn lùi, làm xuyên ngày Tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà tiến độ thì đi đôi với lại cái chất lượng, cố gắng là đảm bảo cái chất lượng, đảm bảo cái kỹ mỹ thuật, chống cái tiêu cực tham nhũng, nó phát triển cho nó bền vững. Cấp ủy chính quyền thì các đồng chí phải phối hợp với lại các cái nhà thầu tư vấn, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên, khó khăn cái gì phải tháo gỡ ngay. Có tổng mức đầu tư là đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, chính quyền và người dân nơi hai dự án đi qua. Nhà thầu thi công đã hỗ trợ phối hợp cùng Hưng Yên sớm hoàn thành dự án đường nối đường cao tốc cũng như triển khai giải phóng mặt bằng thi công đường Tân Phúc Võng Phan. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và hứa sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan cũng như bố trí nguồn kinh phí để sớm nâng cấp tuyến đường nối hai cao tốc thành đường cao tốc, sớm hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đường Tân Phúc Võng Phan, tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với các nhà thầu tháo gỡ những khó khăn, huy động máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và nhân lực đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành dự án vào tháng 9 năm 2025. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là di chuyển mồ mả, xây dựng các khu tái định cư xong trong tháng 9 năm nay, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực. Tiếp tục chương trình làm việc tại Hưng Yên, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến thăm khu công nghiệp Thăng Long 2, nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và địa bàn huyện Yên Mỹ. Đây được cho là khu công nghiệp lớn và hiện đại nhất của tỉnh Hưng Yên hiện nay, được đầu tư bởi liên danh có sự tham gia của tập đoàn Sumitomo Nhật Bản.
Khu công nghiệp Thăng Long 2 có tổng diện tích hiện nay là hơn 525 ha, tổng vốn đầu tư hơn 230 triệu đô la Mỹ, đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Trong 6 tháng đầu năm 2024, khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3 đã xây dựng hạ tầng thêm hơn 70 ha, lũy kế đến nay, khu công nghiệp đã xây dựng hạ tầng được trên 440 ha, đạt 80%. Với lợi thế thu hút các dự án đầu tư có vốn đầu tư Nhật Bản, hiện nay tại khu công nghiệp đã tiếp nhận được 109 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 700 tỷ đồng và 3.500 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất khu công nghiệp đã cho thuê hơn 300 ha, dự kiến sẽ lấp đầy toàn bộ khu công nghiệp trong năm 2025. Thăm nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Medtech Manufacturing Corporation Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đánh giá cao tỉnh Hưng Yên và nhà đầu tư phát triển khu công nghiệp theo hướng đa ngành, trong đó tập trung thu hút các ngành công nghệ cao như điện tử, cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô, công nghiệp nhẹ, khí công nghiệp, dược phẩm, chế biến sinh học, kính quang học và các ngành công nghệ cao khác. Kiểm tra nhà ăn và căng tin phục vụ công nhân của nhà máy, Thủ tướng Chính phủ mong muốn công ty tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, suất ăn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe, đồng thời có chính sách hỗ trợ giá phục vụ công nhân để họ tái tạo sức lao động yêu mến, gắn bó với đơn vị. Thủ tướng Chính phủ đã động viên và tặng quà cán bộ công nhân lao động tại nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Medtech Manufacturing Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.